Trong clip này thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái cốt vợt mới ra mắt của hãng Butterfly, một cốt vợt gọi là phải gọi là siêu phẩm mới, có tên là Revodia CNF. Đây, chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái hộp của sản phẩm này. Bên ngoài thiết kế rất là đơn giản nhé, nhưng mà các bạn nhìn thấy đây là cái chữ CNF được in chìm bên trong của bộ hộp này. Nhìn sơ qua thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nhìn kỹ vào thì nó rất là cao cấp, đẳng cấp thật sự. Đúng không? Chúng ta sẽ đi tham quan qua nhé, về cái vỏ hộp của cái cốt vợt mới tinh 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 này. Và chúng ta sẽ tham khảo qua về cái cốt vợt này nhé. Đây là cốt vợt tên là Revodia CNF. Và nó là cốt vợt là có tốc độ là ợp nhé. Và nó có 7 lớp, bao gồm là 5 lớp gỗ và 2 lớp, gọi là lớp này là cellulo nano fiber. Công nghệ siêu mới, công nghệ gần như lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới luôn. Và chúng ta sẽ tham quan và mở ngay bên trong được thiết kế như thế nào, đúng không ạ? Phải nói là đơn giản mà đẹp, đẹp lắm đấy. Đúng không ạ? Phải nói là đây là theo thiết kế giống như là nghệ nhân thiết kế đấy. Đây ạ. Rất là đẹp ạ. Phải nói là đây một trong những cái vợt mà tôi thấy đẹp nhất của Butterfly đến thời điểm hiện tại. Với cán vợt rất là thu hút. Bên ngoài xung quanh màu đen và điểm tâm ở giữa là màu trắng, với một cái màu tem, tem nhìn thấy tem nữa. Thiết kế rất chi là trau chuốt mượt mà, made in Japan nhé. Đúng không? Thiết kế rất là đẹp. Thì cái cốt vợt này ấy, thì là chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là được hãng đưa ra là có tốc độ ấy, là 11.7. Độ rung, độ xoáy của cốt vợt ấy là 9.5 và độ dày của cốt vợt là 5.7 và bảng vợt là 157 x 150 mm và trọng lượng của nó là trên dưới 88 g. Và chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về cái lớp gỗ của dòng vợt này. Đây, tôi sẽ đưa sát vào cho các bạn nhìn thấy. Nếu nhìn sơ qua thì các bạn sẽ nghĩ rằng đây là một cái con cốt vợt thuần gỗ, đúng không ạ? Nhưng mà không phải đâu ạ. Thực ra là ngay phía dưới cái lớp gỗ này đây, ngay dưới cái lớp gỗ này đây là có hai lớp gọi là cellulo nano fiber. Thì là bây giờ là tôi sẽ đọc cho các bạn một cái bài viết của tác giả Brian Passer, một người mà có thâm niên cũng như là hơn 30 năm nghiên cứu và thử nghiệm cốt vợt của Butterfly. Thì các bạn sẽ thấy cái hay của cốt vợt này thế nào. Và đối với tôi thì cái bài viết đấy thì nó gần như là nó lột tả được tất cả những cái hay của cái dòng cốt vợt này. Thì tác giả có viết được rằng, có viết là một trong những lợi thế tôi có với Butterfly là trở thành một người thử nghiệm thiết bị lâu năm kể từ năm 1986. Vào những năm 1980, chúng tôi nhận được một cây vợt từ Tokyo với một mã được in ở bên phải của tay cầm. Mã nổi tiếng nhất mà tôi nhớ là EE5, tiếp tục là cây Pit Copper, một trong những cây vợt bán chạy nhất của Butterfly. Và đây là cây vợt phổ biến nhất trong nhiều năm cho đến khi nó bị lu mờ bởi Vicaria.
Ngày nay khi Internet phát triển, bạn sẽ có đầy đủ thông tin về cấu trúc, cảm giác của một cây cốt vợt từ những năm trước khi bạn quyết định mua nó. Tuy nhiên, với cây Revodia CNF này, tôi sẽ không đọc bất cứ một điều gì trước. Cứ vậy, mua về, tôi và 5 người bạn nữa của tôi sẽ chơi thử. Sau đó sẽ ghi chú lại những điều chúng tôi cảm nhận được. Và các bạn biết điều gì không? Trong thời gian thử cây vợt này, tôi liên tục nói to một cụm từ rằng nó có cảm giác như một cây thuần gỗ. Cellulo nanofiber là gì? Thực sự, Butterfly đã thêm một loại công nghệ mới vào thiết kế cốt vợt. Khi đạt đến đỉnh cao của những vật liệu, họ có thể thêm vào cốt vợt để cải thiện sức mạnh, duy trì sự nhẹ nhàng cũng như tăng cảm giác như ALC, ZLC, Super ZLC. Butterfly tìm về gốc rễ của nó theo nghĩa đen. Cellulo nanofiber có nguồn gốc từ bột gỗ. Gỗ này được chia thành các micron nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Đây cũng là công nghệ tương tự được sử dụng để tạo ra các loại carbon. Lợi ích của vật liệu này là khi tấn công thì có cảm giác uy lực như đang cầm một cốt vợt chứa carbon, nhưng với những cú đánh nhẹ và lực trung bình, nó lại có cảm giác kiểm soát như một cây vợt thuần gỗ. Ấn tượng về trọng lượng, cốt vợt này là một trong cốt vợt có trọng lượng trung bình chỉ dưới 90 gram, nhưng không phải tất cả trọng lượng đều được tạo ra như nhau. Hãy nhớ rằng những cốt vợt thuần gỗ thường trọng lượng rất lớn, trên 90 gram, nhưng Revodia CNF như đã phân tích ở trên gồm 5 lớp gỗ và 2 lớp cellulo nanofiber, thực chất là bột gỗ nghiền ra ở mức độ nhỏ nhất lại có trọng lượng dưới 90 gram. Chính bởi vì điều này, những cú swing, có nghĩa là những cú xoáy, những cái cú thực hiện các động tác lặp đi lặp lại ấy, sử dụng cốt vợt này mang lại sự cân bằng cao, rất tốt cho việc hồi bộ mỗi lần phải thực hiện những kỹ thuật mở rộng. Một lợi ích khác là sử dụng mút có mật độ cao như Tennessee và Dicknick sẽ ít ảnh hưởng tổng trọng lượng của cây vợt. Có nghĩa là những cái vợt Tennessee, những cái mặt vợt Tennessee hoặc Dicknick có trọng lượng rất là nặng, cho nên là khi mà sử dụng những cái cốt vợt mà có trọng lượng này thì nhẹ trên dưới cái ngang này thì nó sẽ tạo ra tính cân bằng tốt hơn. Còn về tấn công ấy, chúng ta đều biết rằng cái điểm ngọt này trên khu vực của mặt vợt ấy, là nơi mà người chơi có cảm giác bóng tốt nhất khi thực hiện những cú đánh. Khu vực này có hình tròn và tâm của nó chính là tâm của mặt vợt. Một cách dễ dàng để xác định khu vực điểm ngọt là thả một quả bóng bàn từ một độ cao cố định xuống những phần khác nhau trên mặt vợt. Chúng ta có thể dễ dàng xác định khu vực này dựa vào độ nảy và cảm giác của bóng. Dựa trên tốc độ và cấu tạo của Revodia CNF, các bạn có thể tưởng tượng cái điểm ngọt này của nó lớn đến mức độ nào. Chạm bóng vào bất cứ nơi nào trong vùng điểm ngọt, bạn sẽ cảm thấy như đánh vào trung tâm. Có nghĩa là khi mà bạn thả bóng bình thường, thả bóng nếu như những cái vợt bình thường ấy, bạn thả vào đây thì sẽ có cảm giác khác như thả vào đây. Bởi vì ở đây nó sẽ cho cái độ định tốt nhất, cái cảm giác tốt nhất. Nhưng mà với Revodia ấy, thì bạn thả bất cứ điểm nào trên bề mặt vợt thì bạn đều có cảm giác giống như là bạn đang thả vào giữa tâm của cái cốt vợt này. Và dựa trên tốc độ và cấu tạo của Revodia CNF, các bạn có thể tưởng tượng được cái vùng mà cái điểm ngọt này ấy, nó lớn đến mức độ như thế nào. Chạm bóng vào bất cứ nơi nào thì bạn đều có cảm giác như là bạn đang đánh vào trung tâm của cái cốt vợt đấy. Thực sự Revodia chiếm một cái vùng điểm ngọt này lớn và rõ rệt như carbon, nhưng lại có cảm giác đánh như một cái cây thuần gỗ. Cảm giác bóng rất là ấn tượng. Hầu hết các cây vợt tốc độ cao đều thất bại trong việc kiểm soát và cảm nhận. Đa số các cốt vợt tạo ra độ bật hoàn hảo trên các cú đánh tấn công, tạo ra cùng một lực bật lại trong các cú chạm bóng, ám chỉ độ rung lớn. Thì Revodia được cấu tạo từ gỗ, những gì cho phép nó cảm giác về một cây vợt thuần gỗ.
Vì vậy, không có sự mất kiểm soát hoặc cảm giác trên các cú chặn bóng, trả bóng ngắn, trả giao bóng. Đây chính là cái lợi ích khi Rivera có cảm giác rất là tuyệt vời. Khi đó giảm tối thiểu các cái rủi ro làm hỏng các cú đánh của bạn. Phạm vi chơi. Về phạm vi chơi thì Rivera phù hợp với các người chơi gần hoặc trung bình. Đấy, gần bàn hoặc là trung bình bàn, trung bàn. Và tốc độ của nó là 11.7. Nó chắc chắn trong các cái phạm vi tấn công ở mức độ phản ứng này sẽ cho phép các cái cú đánh bạn chơi từ ly gần đến giữa để có cái cảm giác như bạn không cần phải có cái sức mạnh quá lớn, mà cái sự trợ lực của cái dòng cốt vợt này sẽ mang đến cho bạn những cái khả năng tấn công rất là tối đa nhất có thể. Đặc tính rung động vào khoảng 9.5 là lý do cây vợt này sẽ không phải là một cây vợt ổn để chơi bóng dài và sẽ tốn lực hơn. Có nghĩa là cốt vợt này khi mà bạn lùi ra xa để mà tấn công, các bạn chơi những cái chơi từ xa thì nó sẽ khá là khó, vì là nó sẽ bạn sẽ khá tốn lực để mà phát động được những cái cú đánh nhanh xa bàn. Kết hợp Mút là một huấn luyện viên và cầu thủ. Mút phổ biến nhất được tôi lựa chọn là Dignic 80 và Tennessee 64FX. Dignic 80 là một mút tấn công thuận tay, có quỹ đạo cao và điểm rơi giữa bàn. 64FX bên trái tay là hoàn hảo vì nó có một quỹ đạo dài hơn để đến cuối bàn. Điều này là lý tưởng cho những người chơi không phát lực tốt bên trái nhưng muốn bóng đi sâu nhất ở trên bàn. Và có kết luận thì là trong 10 năm qua tôi sử dụng cốt vợt của Butterfly, hiện tại đã bị ngưng sản xuất. Và bất kể cốt vợt nào mới của Butterfly xuất hiện, tôi lại thấy mình hợp hơn với các cốt vợt cũ, tập trung vào các cái đặc điểm của nó. Cảm giác thuần gỗ, sức mạnh luôn luôn là thứ tôi tìm kiếm ở một cốt vợt tôi đang sử dụng. Và sau khi thử vợt này cho tôi một số buổi tập, tôi đã rất vui khi nói rằng cốt vợt cũ của tôi sẽ được trao cho một số học trò có nhu cầu. Redevora là đại diện cho một bước nhảy vọt về công nghệ cốt vợt và chắc chắn mang lại cảm giác tốt hơn cho tất cả các cú đánh, cũng như giữa các cú đánh mạnh mẽ mẽ như những vật liệu carbon hiện đại. Nếu bạn tìm kiếm một cái cốt vợt nặng về các đòn tấn công nhưng có đặc điểm cảm giác thuần gỗ trên các cú chạm thì Revoria là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đấy là trọn vẹn cái bài viết của tác giả mà chuyên thử nghiệm và trải nghiệm các dòng của Butterfly. Thì tự chung lại thì ý của tác giả đang đánh giá đây là một cái dòng cốt vợt có công nghệ tiên tiến, hiện tại là mới nhất của Butterfly, là công nghệ cellulo nanofiber. Thì là thực ra là nó sẽ là cái sự kết hợp giữa một cái cốt vợt carbon và một cái cốt vợt thuần gỗ. Nó có lực tấn công, có uy lực, có các cái điểm ngọt, nghĩa là cái vùng ổn định như một cái cốt vợt carbon, nhưng lại cho cái cảm giác đánh, cảm giác kiểm soát, cảm giác điều phối bóng như một cây thuần gỗ. Đấy, ngày xưa thì có thể là khi bạn đánh carbon thì các bạn sẽ bị mất cái cảm giác kiểm soát cao như cái cốt vợt thuần gỗ. Khi bạn chơi thuần gỗ thì các bạn mất đi cái khả năng tấn công ổn định cũng như là cái khả năng uy lực của carbon. Nhưng với cái dòng này thì bạn sẽ có cả hai. Và cái điều gì tuyệt vời hơn khi bạn lựa chọn cái sản phẩm này?